lần sau thì chừa đi nhá. Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ? Xin lỗi anh, tôi đến muộn ạ. Không có gì đâu, cô ngồi đi, tôi cũng mới tới thôi. Mày khốn nạn này, anh dám đi với gái sau lưng tôi à? Kiểu My ơi, em nghe anh nói đó, mọi chuyện không giống như em nghĩ. Nói cái gì mà nói, anh định nói lý do tại sao hôm nay anh ở đây để tất cả. Cô dì ơi, tôi nghĩ là bây giờ cô nên bình tĩnh lại. Bình tĩnh cái gì, cả cô nữa đấy. Chắc chắn là hắn ta dắt cô đi đến đây để xem mắt đúng không? Tôi nói cho cô biết nhá, tôi chính là người yêu cái tên lăng nhăng này đấy. Cái gì? Anh ta chính là người yêu của cô á? Đúng thế. Đã có người yêu rồi mà còn dám đi xem mắt à? Được rồi, ngày hôm nay nhá, tôi dạy cho cái loại lăng nhăng nhanh của bài học như thế nào nhá. Tôi xin lỗi. Để tôi góp vui với cô, hôm nay tôi phải cho tên này một trận mới được. Này thì dám lừa gạt tôi này. Dám cắm sừng tôi à? Đâu anh? Loại người này không xứng đáng với cô đâu. Tôi nghĩ là cô nên tránh xa hắn ta ra. Không thì nếu may bị hắn ta dụ dỗ là thiệt mình đấy. Tôi biết rồi. Thôi, tôi đi về trước đây nhá. Đúng thật là một cô gái cá tính. Thôi, đi về. Đấy, nhìn con gái như người ta đi. Mạnh mẽ như thế cơ mà. Yêu được thì buông được, chứ không như em. Vì loại đàn ông như thế mà đánh mất bản thân, đúng thật là không đáng đâu. Điện thoại của mình. Ai làm rơi điện thoại thế này nhỉ? Alo ạ. Dạ vâng ạ, cháu vừa mới nhặt được chiếc điện thoại này ở trên đường An Nam ấy. Bây giờ cô có thể đến đây luôn được không ạ? Tại vì bây giờ cháu con đang có việc bận ạ. Được được, cô đợi tôi nhé, giờ tôi đến luôn đây. Dạ vâng. Ôi, bác đến rồi đây. Có phải cháu trên đường điện thoại của bác không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bác cứ bình tĩnh đã, bác làm sao không bác? Bác không sao, vì bác sợ cháu có việc bận nên bác mới vội vàng chạy đến như thế. Bây giờ bác có thể cho cháu xin mật khẩu của máy điện thoại này được không ạ? Bởi vì làm như vậy thì mới chắc chắn được. Mật khẩu của bác ấy là 6 con số 0, cháu thử xem. Điện thoại của bác đây ạ. Bác xin, may quá, may mà cháu nhận được chứ. Không á, bác không biết tìm ở đâu cả. Không có gì đâu ạ, chỉ là vô tình cho nhặt được thôi. Trong điện thoại này á, có rất nhiều hình ảnh quan trọng. May ấy mà cháu nhặt được đấy. Bây giờ thì Vật đã về với chủ rồi, bác đừng lo nữa nhá. Ôi, thế cháu có rảnh không? Bác muốn mời cháu đi ăn cơm trưa. Cháu xin lỗi bác, bây giờ cháu có việc bận, cháu phải đi gấp luôn ạ. Cháu mà làm thế, bác cảm thấy ngại quá. Làm sao mà phải ngại hả bác? Cháu có việc bận cho nên cháu phải đi thôi. Cháu xin phép bác ạ. Bác cảm ơn cháu nhá. Dạ, chào bác. Mày thế, mày lại gặp được cô gái này, cô nhặt được điện thoại của mình. Chứ không á, phải người khác ấy, chắc gì người ta đã giả lại. Đúng là vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Mời vào. Chào anh ạ, tôi là giám đốc công ty Vivu, đã hẹn trước với anh để qua bàn hợp đồng. Tôi biết rồi. Mời cô qua bàn uống nước, chúng ta cùng thảo luận. Anh xem qua tài liệu tôi đã chuẩn bị, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Về cách hoạt động quy trình nhà máy, chỗ này này, tôi chưa hiểu lắm. Cô có thể nói rõ cho tôi hơn được không? Cái này là sau khi mà mình hoàn thiện kế hoạch thì mình sẽ thực hiện một vài quy trình nhỏ để khiến cho bộ máy hoạt động hết công suất và tránh những rủi ro đáng có.
Ở trong này tôi cũng đã ghi rõ ở trong mục biện pháp và cách phòng tránh. Anh nhìn qua đi. Tôi đã xem và khá hài lòng với dự án lần này. Tôi sẽ để cho phòng kế hoạch đánh giá, sau đó sẽ nói với thư ký của tôi liên hệ với cô. Tôi rất mong chờ lần hợp tác này. Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với công ty của anh. À, cô Lan Anh, tôi có một chuyện muốn hỏi cô, không biết là có được không? Có chuyện gì vậy? À, sau lần đi xem mắt trước thì không biết cô còn dám đi xem mắt không? Đi xem mắt nào? Ông ạ, tại sao anh lại biết là tôi đi xem mắt rồi? Tôi vô tình nhìn thấy thôi. Và cũng trùng hợp là con bé mà cùng cô đánh tên cao là em gái của tôi. À, trùng hợp thật đấy. Cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp em gái của tôi nhìn ra bộ mặt thật của tên cao. Đúng thật là nhìn cô của ngày hôm đó và hôm nay khác nhau quá. Tôi tưởng là tôi nhận nhầm người cơ. À, cái hôm đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Chứ bình thường tính cách ngoài đời của tôi không phải như vậy. Tôi nói thật mà, nếu như mà anh không tin thì anh có thể hỏi mọi người xem. Được rồi, tôi có nói là không tin cô đâu. Tôi xin phép. Được, tôi tiện cô. Tôi xin phép về trước đây ạ. Tôi sẽ nói với thư ký sớm liên lạc với cô. Ôi. Ôi. Tôi xin lỗi. Trai mình có người yêu thật à? Khó tính thế mà cũng có người yêu á. Trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Mình phải về khoe mẹ mới được. Cảm ơn anh ạ. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Tôi đi về trước đây ạ. Mi ơi cuối cùng thì anh cũng tóm được hai em. Đồ khốn nạn, mau thả chúng tôi ra. Gì? Tất cả là tại lũ chúng mày. Chúng mày hại tao, phá sản cả cái công ty, xấu mặt với tất cả mọi người xung quanh. Giờ tao phải sống trong cái căn nhà tồi tàn như thế này này. Đấy, tất cả là cảm ơn lũ chúng mày đấy nhá. Đau không hả? Nhưng mà đau làm sao mà cái cảm giác bị rơi từ trên trời xuống của tao hả? Chúng mày sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tao. Chúng mày phải bồi thường cho tao, còn nếu không ấy, tao sẽ cho lũ chúng mày sống không bằng chết nhá. Thế bây giờ anh muốn chúng tôi phải bồi thường cho anh bao nhiêu? Đơn giản thôi, 5 tỷ. Cái gì? Anh bị điên à? 5 tỷ? Dê, chúng mày không đồng ý à? Thôi được rồi, anh muốn 5 tỷ chứ gì. Được, tôi sẽ cho anh. Anh trai của tôi có rất nhiều tiền, nhưng mà bây giờ anh phải thả chúng tôi ra trước đã. Đấy, như thế có phải là ngon không? Dê nói chuyện nhờ. Yên tâm đi, khi nào ấy mà tao có 5 tỷ, tao sẽ thả chúng mày ra. Bây giờ tao sẽ ra ngoài liên lạc với cả gia đình của chúng mày. Đến cái lúc đấy có tiền rồi tao sẽ thả chúng mày sau. Ai có ý đồ mà bỏ trốn ấy, liệu hồn với tao ấy, nghe chưa? Bây giờ phải làm sao? Cứ bình tĩnh, phải nghĩ cách đã. Hay là cô cố gắng đợi anh trai tôi đến đi. Chứ bây giờ nhỡ may chúng ta bỏ trốn, hắn ta mà bắt lại được thì chúng ta chết mất. Không được. Bây giờ hắn ta hận tôi và cô như vậy. Nếu như bây giờ mà đưa tiền cho hắn ta, chắc gì hắn ta đã tha cho chúng ta. Bây giờ chỉ có thể là tự cứu mình thôi. Được. Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào?
cởi trói đi, cởi trói cho nhau. Cô đưa tay đây. À, nhanh lên. Chúng mày dám bỏ trốn à? Hả? Tao giết mày bây giờ ấy! Giết mày không? Chạy đi! Chạy đi! Mày ra ngay mày! Mày dám đánh tao à? Tao để cho mày biết chết nhá! Anh ạ! Anh ơi! Chúng tôi nhận được tin báo, anh có hành vi bắt cóc người trái phép. Mời anh theo chúng tôi về đồn, lấy lời khai. Không! Tôi không có! Tôi... Đồng bọn của hắn đã bỏ trốn. Phiền anh, hãy bắt hắn ta giúp tôi. Anh chị cứ yên tâm, tôi sẽ đưa tên này về đồn điều tra. Đi. Cám bộ ơi, hai người có sao không? Em không sao, nhưng mà em nghĩ là bây giờ anh phải đưa My vào bệnh viện đi. Tinh thần của My đang hơi hoảng. My... Thôi, để em với anh cùng đưa My vào bệnh viện. Chúng ta đi thôi. Tôi gọi cô đến đây là vì muốn thông báo cho cô một tin. Đấy là tên Cao và đồng bọn đã bị bắt rồi. Và tôi cũng cảm ơn cô, chuyện hôm trước cô đã bảo vệ My. Tôi cũng có giúp được gì cho anh đâu mà. Thật ra từ bé, My đã được gia đình chiều chuộng và bao bọc, nên con bé ngây thơ lắm. Ngày hôm trước nếu không có cô bảo vệ, nó hoảng loạn lắm đấy. Nhưng mà cũng may, bây giờ thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cũng may là con bé không bị làm sao. Nhưng mà sức khỏe của nó thế nào rồi? Hôm đó bác sĩ khám xong thì My nó mệt quá nên ngủ thiếp đi. Đến lúc về nhà không thấy cô đâu, nó mới hỏi tôi. Thì tôi bảo là cô bận quá cho nên phải đi rồi. Nó rất buồn nhưng mà phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cũng may con bé chẳng bị làm sao hết. Có một chuyện này nói ra thì không hợp lý lắm, nhưng mà tôi có thể mời cô đến nhà tôi một lát được không? Có chuyện gì vậy ạ? Sau khi xảy ra chuyện thì cái My nhà tôi nó cứ nhốt mình ở trong phòng, không chịu tiếp xúc với ai cả. Thật sự tôi không còn cách nào khác, cho nên mới phải nhờ cậy đến cô. Thật sự là mong cô đến nhà tôi giúp tôi khuyên nhủ nó. Vì hôm trước ấy, tôi thấy con bé nó rất là tin tưởng cô. Ôi trời ơi, cái chuyện quan trọng thế này mà bây giờ anh mới nói với tôi. Thôi, bây giờ anh đưa tôi về nhà để thăm con bé My nhá. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhá. Không có gì đâu, đi thôi. Anh còn nói ấy, tối nay sẽ dẫn bạn gái về ra mắt đấy. Mà con nhớ nói chuyện với cả chị ấy nhá. Đừng có mà im lặng. Không có, chị ấy mà sợ không dám đến nữa là anh còn ế vợ đấy. Con biết rồi mà. Chào chào bác ạ. Là cháu à? Là bác ạ. Hai người quen nhau ạ? Đây là cô bé mà nhận được điện thoại của mẹ. Không ngờ lại là người yêu của con. Chúng ta có duyên thật đấy. Chị, sao mọi người chả ai để ý đến em thế? My, em sao rồi? Tình hình sức khỏe có ổn không? Em khỏe rồi. Mà hôm nay chị đến muộn thế. Em gọi chị mãi đấy. Thì tại vì chị có vài việc bận cho nên chưa đến được. Nhưng mà ngày hôm nay chị đã đến đây để thăm em rồi đây này. Thôi, có chuyện gì thì để nói sau đi. Ngồi xuống nói chứ sao con cứ để chị vừa đứng vừa nói chuyện thế này. Con quên mất. Chị ngồi xuống đi. Chồng tặng công đức. Cháu cảm ơn ạ. Buồn thật đấy. Cứ có Lan Anh đến một cái là mẹ quên con ngay. Tất nhiên, con trai ấy bằng làm sao được con dâu. Mà con đi vào trong bếp bê đồ ăn ra đây đi. Hay là định để cho con dâu tôi chết đói đấy hả? Dạ vâng ạ, con đi ngay. Con nhường con dâu lại cho mẹ nhá. Thôi, hai đứa ở nhà nói chuyện với nhau đi. Mẹ đi ra chợ mua thêm ít đồ nhá. Thế bác có con cháu đi cùng bác không ạ? Thôi, cứ ở nhà, đi làm gì cho nó nắng. Bác đi một chút là về thôi. Bà, con nhớ chăm sóc chị dâu cẩn thận nhá. Mẹ không phải dặn, con cũng sẽ chăm sóc chị cẩn thận mà. Mẹ đi không muộn đấy. Thế ra bác ạ. Chị dâu là nhất. Hai chị em đang nói chuyện gì mà vui thế? Em đang khen quần áo của chị đẹp, thế là chị định là ngày mai dắt em đi mua đồ đấy.
Cho nên là em định tối nay sang nhà chị Lan Anh ngủ, để mai chị đỡ phải sang đón em nữa. Nhưng mà My sang nhà em như thế có phiền cho em không? Có gì đâu mà phiền, dù sao thì em cũng ở một mình, có thêm My thì càng vui chứ sao. Vậy thì làm phiền em rồi. Hợp đồng được ký kết thuận lợi, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ nhá. Hợp tác vui vẻ. À, cảm ơn cô vì suốt thời gian qua đã chăm sóc mẹ và em gái tôi. Không có gì đâu, mẹ và em gái của anh đều là những người vui tính và hòa đồng. Cho nên tôi ở cạnh họ tôi thấy rất vui, cho nên không cảm thấy phiền gì đâu ạ. Vậy thì tốt rồi, tôi cứ sợ là làm phiền cô cơ. Alo mẹ ạ. Lúc nào cũng lấy lý do bận. Cô có định mang con rể về cho tôi không? Hay là muốn ế đến già? Đâu phải như vậy đâu mẹ. Chẳng qua là dạo gần đây con có việc bận, cho nên là con không thể nào mà đi xem mắt được thôi. Cô còn biết tôi là mẹ cô à? Sao không đến cuộc hẹn tôi sắp xếp? Thôi mẹ nhá, bây giờ con đang có việc bận, lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhá. Xin lỗi đã để anh phải chờ. Không sao đâu. Mà mẹ cô vẫn đang thúc giục cô đi xem mắt à? Dạ vâng đúng rồi ạ. Mẹ tôi cứ nghĩ là tôi không thể nào lấy được chồng. Các bà mẹ luôn muốn con cái của mình lập gia đình sớm. Mà cô có muốn mẹ cô không thúc giục cô đi xem mắt nữa không? Anh có cách á? Thì tôi sẽ giúp cô về ra mắt mẹ cô. Tôi sẽ giả làm bạn trai của cô để đối phó với mẹ cô. Cô thấy thế nào? Như vậy thì không được đâu, như vậy thì là phiền toái đến anh quá. Có gì đâu, cô đã giúp tôi đóng giả làm bạn gái của tôi để đối phó với mẹ tôi. Bây giờ tôi giúp cô thì có đi có lại. Hay là cô vẫn muốn mẹ cô thúc giục cô đi xem mắt? À không, dĩ nhiên là không rồi. À, thế thì trông cậy nhờ vào anh nhá. Được, cứ tin tưởng vào tôi. Cảm ơn anh đã giúp cho mẹ tôi tin tưởng. Vừa rồi mẹ tôi còn trách tôi là tại sao có một người yêu tốt như anh mà lại không nói cho mẹ biết sớm, để mẹ mất công phải đi tìm đối tượng xem mắt đấy. Ngay từ đầu tôi đã nói là sẽ giúp cô giải quyết chuyện này mà. Anh đúng là đạt tiêu chuẩn con rể lý tưởng mà các mẹ yêu thích đấy. Mẹ tôi vừa nhìn anh phát là chấm điểm tuyệt đối luôn. Mà này, hôm nay cô có rảnh không? Qua nhà tôi chơi đi. À, con bé My nó biết là hôm nay tôi gặp cô, cho nên cứ bảo tôi là phải dẫn cô về nhà bằng được. Mà tôi thì cũng hết cách rồi. Được rồi, ngày hôm nay dù sao thì tôi cũng không bận. Thế thì tôi sẽ bám trụ ở nhà anh đấy nhá. Được. Anh đừng có mà cảm thấy phiền đấy. Không phiền đâu. Thôi, chúng ta đi. Chị, bao giờ thì chị với cả anh Nam làm đám cưới đấy? Sao em lại hỏi như vậy? Thì nếu như mà anh chị làm đám cưới thì em mới được ở chung nhà với chị. Chứ bây giờ á, anh ấy toàn nói là chị bận xong rồi không cho em đến tìm chị thôi. Đâu có, bây giờ lúc nào mà em cần chị thì chị cũng đều có mặt mà. Với lại nếu như mà anh Vi Nam có bắt nạt em ý, thì em cứ bảo với chị sẽ xử lý anh ấy thay em để bảo vệ em nhá. Chị dâu tuyệt nhất đấy. Nhưng mà anh chị sớm làm đám cưới đi, để cho em với cả mẹ còn được bế cháu. Cái này em phải hỏi anh Nam. Nhưng mà rõ ràng là mẹ đã nói nếu như mà anh chị có em bé thì em với cả mẹ sẽ là người chăm sóc cho cháu, còn để cho hai anh chị hưởng thụ thế giới riêng của mình chứ. Nhưng mà cái chuyện này phải hỏi ý kiến của anh Nam nữa chứ. Chứ một mình chị làm sao mà chị có thể quyết định được. Có chuyện gì mà cần hỏi ý kiến của anh thế? Thì em đang giục chị ý là sớm có em bé đi để cho em còn bế cháu. Nhưng mà chị bảo là phải hỏi ý kiến của anh chứ chị không tự quyết được. À, chuyện này là chuyện của người lớn. Em trẻ con tò mò làm gì. Mà thôi nhanh đi đi, anh chị cũng chuẩn bị về đấy. Thì em hỏi tí thôi mà. Mà chị về cẩn thận nhá, lúc khác em lại tìm chị sau. Ừ, chị biết rồi, chị về trước nhá. Nếu như mà muốn gặp chị thì nhớ gọi điện cho chị nhá. Anh Nam này, tôi nghĩ là chuyện này không thể nào mà kéo dài được lâu đâu ấy. Nếu như mà để cái chuyện này cho hai gia đình đều biết được hết thì chắc chắn là rất khó nhìn mặt nhau. Còn tôi thì tôi rất ngại khi mà nói chuyện với cả bác Hà và bé My. Tôi thật ra là tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng mà tôi chưa biết phải nói như thế nào cả. Tôi có chuyện gì vậy? Tôi sao vậy? À, không có chuyện gì đâu. Thôi, nếu như mà không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
Nhưng mà anh nhớ kỹ lời tôi nói đi nhá. Chúng ta phải giải quyết cái chuyện này sớm trước khi mọi người đều biết hết sự thật. Ừ, tôi biết rồi. Cô về cẩn thận nhá. Ờ. Lan Anh, anh yêu em. Anh nói cái gì cơ? Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Anh nói là anh yêu em. Anh bảo cái gì? Tôi thật sự là chẳng nghe thấy gì cả luôn ý. Anh yêu em, anh yêu em. Tôi nghe thấy rồi. Anh lại đây đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh ghé tai gần đây đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Em cũng yêu anh.